À, xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay một buổi chiều mình được làm về sớm nè. Mình có ra cái vườn để mình dọn một số cái lá cây khô cũ thì mình đốt đi để cho sạch cái vườn rồi. Vì dạo gần đây nhà mình nắm muỗi quá thì mình muốn dọn cho sạch. Thế trong quá trình dọn nó hiện ra nhà mình có một cái chiếc xe cũ. Đây, các bạn nhìn này, đây là cái bánh xe này, đũa xe này. Một xe cũ từ thời rất là cổ rồi. Thì cái xe này thì tất cả mọi người đều tưởng là đã bị mất rồi. Nhưng mà hôm nay không ngờ khi mình dọn ra xong thì nó vẫn còn ở đây. Đã nhỉ. Đi đông. Vậy mình sẽ lấy cái xe này lên. Ok. Đây mọi người, đây chính là cái xe mà mình vừa mới phát hiện ra. Mình tưởng cái xe này đã mất từ lâu rồi, hóa ra vẫn còn. Đấy, một chiếc xe rất là lâu đời rồi. Bây giờ chắc là muốn tìm được một cái xe như thế này rất là khó. Nhưng mà nó đã bị han và bị gãy càng. Đây, gãy càng này. Đấy. Bây giờ mình sẽ dựng, mình sẽ cho ăn sân sạch sẽ đi xem nào nhé. Ok. Sau khi thì mình khai quật được chiếc xe cổ mình vừa tìm thấy nên thì các bạn cũng phải nhìn đấy ạ. Đây. Chiếc xe này có lẽ là do nhà mình chắc là để từ rất là lâu rồi. Bỏ không rất là lâu rồi nên là những cái đũa của nó đã bị han gì. Han vào nó bị gãy hết rồi. Xích nào cũng bị đất rồi. Xích đất, đũa nào cũng gãy vào đất rồi, han này. Đấy, lốp xe, vành xe, cái vành này hình như là nó bằng nhôm các bạn ạ. Vành bằng nhôm. Ồ, cái này cũng bị han này. Chân xe, chân trống. Chân trống này. Còn cái càng này thì bị gãy mất rồi. Cái càng này thì bị gãy mất rồi. Đây cho bạn nhìn. Không biết cái xe này giờ không biết là bán này được bao tiền nhỉ? Mình có nên bán không nhỉ? Theo mình thì một chiếc xe như thế này nó không có giá trị cao về kinh tế, nhưng mà nó mang cái tính chất là thời gian. Đấy, nó mang chất là những cái kỷ niệm. Cái xe này thì thật ra thì nó là một chiếc xe từ thời ông nội của mình. Từ thời ông nội của mình thời thanh niên là đi con xe như này. Đấy, xong rồi khi mà mình học lên cấp 2, cấp 6, cấp 1. Mình không nhớ cái thời điểm ấy là năm mình bao tuổi, nói chung là mình bé. Thì ông mình cũng già và cao tuổi thì không đi được xe nữa. Thì ông mình có cho mình con xe này. Nhưng mà thực tế là cái thời điểm đấy mình nhà mình rất là gần trường, mình cũng không đi xe đạp. Hơn nữa là nói không phải đùa, nhưng mà con xe này thật sự là trông nó cổ rồi, mình không thích. Thế là mình cứ ông cho thì cứ cầm thôi, cũng bỏ hoang ở vất lung tung cả. Thì cũng hàng mười mấy năm nay, có khi chục năm, hơn chục năm rồi, cũng phải mười mấy năm, khoảng tầm chắc 17-18 năm gì đó. Thì cứ bỏ hoang thôi, vất ở vườn thì không biết, là tưởng là nó mất rồi, tưởng ai bán sát vụn hoặc là đã có trộm nào vào lấy xe rồi, nhưng hóa ra là nó vẫn còn ở đây. Mình vừa đốt thì mình đốt củi thì mình phát hiện ra nó bị chôn vùi ở dưới rất là nhiều gỗ, rồi tàu dừa, rồi đất cát gạch sỏi bị chôn vùi, nên mình lại tìm thấy. Thế tức là cái xe này nó phải
không biết là trước thời của ông mình, có ăn thời của cụ mình có đi con xe này không, mình không biết. Xe này theo như bố mình nói là con xe Minfa. Ok. Thì nếu mà các bạn thấy cái xe này mà có giá trị hoặc bạn nào yêu thích mà muốn sưu tầm thì cứ liên hệ mình nhé. Mình sẽ xem xét có nên bán hay không, hoặc là mình sẽ để lại làm kỷ vật. Ok, hay là thông báo nhỉ, để làm kỷ vật nhỉ. Thật ra báo này thì cũng không được bao nhiêu thì thôi cứ để lại cũng được. Ok, xin chào mọi người nhé.